Xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi xin chia sẻ đến quý vị và các bạn nội dung như sau. Công ty khởi nghiệp hàng không vũ trụ tiết lộ máy bay thám hiểm mặt trăng mô đun mới để chở người và hàng hóa trên mặt trăng. Hôm nay, công ty khởi nghiệp hàng không vũ trụ Venturi Astrolab đã tiết lộ máy bay liên hành tinh mới của họ được thiết kế để vận chuyển hàng hóa và con người qua bề mặt của mặt trăng và cuối cùng là sao hỏa. Công ty cho biết họ có kế hoạch xây dựng một đội tàu lượn này trong thập kỷ tới để giúp NASA và các công ty thương mại thiết lập sự hiện diện lâu dài trên mặt trăng. Được gọi là Flex, dành cho hậu cần và khám phá linh hoạt, người lái tàu có thể cúi xuống và nâng hàng hóa lên khỏi bề mặt mặt trăng, mang chúng dưới bụng trước khi gửi chúng vào vị trí dự định của chúng. Với khái niệm trọng tải module, nó có thể chở nhiều loại vật thể khác nhau, miễn là chúng được chế tạo theo tiêu chuẩn đã thống nhất về kích thước và hình dạng. Để phù hợp với tên gọi Flex, người lái có thể cơ động bán tự động, được điều khiển từ xa, hoặc thậm chí có thể được sửa đổi để bao gồm giao diện phi hành đoàn, cho phép các phi hành gia vừa lái xe vừa hướng dẫn nó qua địa hình mặt trăng. Theo Jared Matthews, giám đốc điều hành của Astrolab, mục tiêu của Flex và cuối cùng là Astrolab là tận dụng sự thúc đẩy mới của thế giới để đưa con người trở lại mặt trăng. Hiện tại, NASA đang làm việc để gửi người phụ nữ đầu tiên và người da màu đầu tiên lên mặt trăng thông qua chương trình Artemis của cơ quan vũ trụ. Và các công ty như SpaceX và Blue Origin đang phát triển tàu đổ bộ của riêng họ có thể đưa con người lên bề mặt mặt trăng. Trong khi đó, các công ty thương mại khác nhau như Astrobotic và Intuitive Machines đang chế tạo các tàu đổ bộ mặt trăng bằng robot sẽ chở hàng lên mặt trăng. Matthews nói rằng anh ấy hy vọng rằng những người lái xe Flex sẽ xuất hiện ở đó vào thời điểm những nỗ lực đó thực sự phát triển. Matthews nói với The Verge, các công ty như SpaceX và Blue Origin đang giải quyết vấn đề vận chuyển đường dài và chúng tôi muốn giải quyết vấn đề giao thông địa phương và cuối cùng thiết lập tiêu chuẩn cho hậu cần mặt trăng. Matthews có một lịch sử làm việc lâu dài với những người lái xe. Anh ấy bắt đầu sự nghiệp của mình tại phòng thí nghiệm sức đẩy phản lực của NASA, nơi anh ấy làm việc trên hai tàu bay Spirit và cơ hội được phóng lên sao hỏa vào năm 2013. Sau đó anh ấy rời đi để đến SpaceX làm việc trên tàu vũ trụ Crew Dragon của công ty và công nghệ cần thiết cho nó cập bến với ISS. Giờ đây, anh ấy đang chuyển chuyên môn của mình cho công ty mới của mình, Astrolab, công ty mà anh ấy đã thành lập cùng với những người đồng sáng lập của mình vào tháng 1 năm 2020. Astrolab đã chế tạo một nguyên mẫu Flex quy mô đầy đủ mà công ty gần đây đã lái thử ở sa mạc California gần thung lũng chết, cách trụ sở chính của công ty ở Hawthorne khoảng 5 giờ lái xe. Cựu phi hành gia Chris Hadfield, người trong ban cố vấn của Astrolab, thậm chí còn đưa chiếc xe quay vòng, đưa ra lời khuyên của mình về cách thiết kế của chiếc xe. Công ty đã sử dụng Flex để nhận và giao hàng hóa, cũng như thiết lập một bảng điều khiển năng lượng mặt trời thẳng đứng, một công nghệ quan trọng cần thiết cho năng lượng trong không gian mà các phi hành gia mặt trăng trong tương lai có thể sẽ cần thiết lập để ở trên mặt trăng lâu dài, Matthew nói. Astrolab muốn Flex có thể chở được nhiều hàng nhất có thể, đó là lý do tại sao công ty đã sử dụng thiết kế module. Matthews ví nó như cách vận chuyển các container ở đây trên trái đất, được thực hiện theo các tiêu chuẩn quốc tế cụ thể. Anh ấy hy vọng cuối cùng chúng ta sẽ tạo ra một tiêu chuẩn tương tự cho hàng hóa trên mặt trăng. Matthews nói, bạn có tất cả các thùng chứa đó di chuyển liên tục trong chuỗi cung ứng toàn cầu, và đó là một mô hình thực sự hiệu quả, nơi tất cả cơ sở hạ tầng này được thiết kế để hoạt động cùng nhau. Vì vậy, chúng tôi nghĩ rằng cách tiếp cận đó rất hợp lý để tiếp cận mặt trăng và sao hỏa. Matthews cho biết họ đã học được rất nhiều điều từ các thử nghiệm thực địa với nguyên mẫu Flex. Cuối cùng, nguyên mẫu được chế tạo cho địa hình trái đất, vì vậy thiết bị này mạnh mẽ hơn nhiều so với môi trường mặt trăng, nơi có trọng lực bằng 1/6 hành tinh của chúng ta. Công ty cho biết chiếc rover cuối cùng sẽ nặng khoảng 1.100 pound, tương đương 500 kg và sẽ được chế tạo đặc biệt để xử lý địa hình mặt trăng. Matthews nói, chúng tôi muốn phần cứng phải siêu mạnh để họ có thể điều khiển nó giống như họ đã đánh cắp nó và không phải lo lắng về điều đó. Matthews nói, những người đi trên mặt trăng phải đối mặt với tất cả các cuộc đấu tranh về môi trường, chẳng hạn như bức xạ cao hơn và đêm âm lịch đáng sợ, khoảng thời gian 2 tuần khi mặt trăng chìm trong bóng tối và nhiệt độ có thể giảm xuống dưới âm 208 độ F hoặc âm 130 độ C. Astrolab tuyên bố rằng Flex sẽ có lớp cách nhiệt và đủ dung lượng pin bên trong, cho phép người lái tàu có thể chịu được và giữ ấm trong khoảng từ 100 đến 300 giờ vào ban đêm tại cực nam của mặt trăng.
Khi mặt trời mọc trở lại, các mảng năng lượng mặt trời bên ngoài của Flex sẽ bắt đầu tạo ra điện từ ánh sáng. Và rất có thể sẽ phải mất một thời gian nữa trước khi các phi hành gia thực sự quay trở lại bề mặt mặt trăng. NASA gần đây đã trì hoãn ngày hạ cánh đầu tiên của mình đối với Artemis đến năm 2025, mặc dù các kiểm toán viên của cơ quan vũ trụ nói rằng một cuộc hạ cánh vào năm 2026 là thực tế hơn. Điều đó giúp Astrolab có thêm thời gian để thiết lập và chạy Flex trên bề mặt mặt trăng. Khi hoàn tất, Flex được cho là sẽ có thể phóng trên nhiều loại tên lửa và tàu đổ bộ. Matthews trích dẫn tàu đổ bộ Griffin của công ty khởi nghiệp Astrobotic được cho là sẽ chở một tàu thám hiểm của NASA lên mặt trăng, là một chuyến đi tiềm năng cho Flex. Công ty không cho biết Flex sẽ có giá bao nhiêu, nhưng Matthews cho biết kế hoạch dài hạn là tính phí dịch vụ của những người lái thay vì cho từng chiếc xe riêng lẻ. Ông nói, chúng tôi muốn trở thành Ups, FedEx và Uber của mặt trăng. Các cuộc trò chuyện đã bắt đầu với NASA. Năm ngoái đã đưa ra lời kêu gọi các công ty đưa ra thiết kế cho một phương tiện địa hình mặt trăng có thể vận chuyển các phi hành gia Artemis trong tương lai qua cực nam của mặt trăng. Astrolab cũng đã tiếp cận với các khách hàng tiềm năng, bao gồm SpaceX, có trụ sở chính bên cạnh Astrolab S ở Houghton. Với một trung tâm điều khiển sứ mạnh đã được xây dựng, cùng với một buồng chân không nhiệt để thử nghiệm, Astrolab muốn gửi những chiếc máy bay Flex đầu tiên của mình trong những năm tới, thử nghiệm chúng trên bề mặt mặt trăng trước khi các phi hành gia đến. Matthews nói, thời gian của phi hành gia là nguồn tài nguyên quý giá nhất trên thế giới và an toàn là mối quan tâm hàng đầu. Vì vậy, bạn muốn có thể làm được nhiều việc với người máy khi họ vắng mặt nhất có thể.